đi đường nào chú? Bây giờ con đi qua đây ha, con qua đây. Dạ. Đồ con cũng được. Chú nặng không? Nặng lắm mà, không sao. Con khỏe lắm mà, con sợ chú nặng á. Không sao. Quá dễ mà. Ồ, quá bự luôn. Bốc tem luôn đi mấy em ơi. Đây bà con ơi. Rất là tuyệt vời nghe cô chú anh chị. Dạ chú Tài ơi, chú thấy cái tủ lạnh chưa chú Tài? Tụi con đã tủ quá đẹp luôn chú Tài ơi. Rồi. Quá im luôn rồi chú ơi. Tiến triển luôn tốt luôn. Đó, bà con thấy không, rất là tuyệt vời không bà con. Ăn sáng là ăn một chén cơm đầy luôn. Cơm đầy được rồi. Cơm khô luôn đó, yeah. Ăn với cá lóc kho tiêu. Cá lóc kho tiêu. Món này anh Phúc cũng thích lắm. Rồi ăn thấy ngon lành quá. Ủa nè, quá trời tỉnh luôn. Ăn mà vậy? Ăn mà khi mà cắn xong rồi dòm cái miếng cái thức ăn để mà thưởng thức. Rất là tuyệt vời luôn. Quá tuyệt. Kênh Hậu Giang quê tôi xin kính chào quý cô chú anh chị. Em chào bà con gần xa. Thưa cô chú anh chị, hôm nay thì khai trần buổi trưa là cũng chạy qua nhà của nghệ sĩ Ngân Phúc đó bà con. Thì chút xíu nữa là xe chở cái tủ lạnh của chú Tài, cha nuôi của nghệ sĩ Ngân Phúc mua cho mà anh đã quý của chú anh chị. Thì bữa trước thì chúng em định là chích cái quỹ của Quý Mạnh Thường Quân, nhưng mà khi mà chú Tài biết thì chú Tài nói thôi cái quỹ của Quý Mạnh Thường Quân đó là để đó đi. Thì tại vì anh Phúc là cái bệnh này cũng lâu dài, và nếu mà đủ tiền thì chở nghệ sĩ Ngân Phúc lên tuyến trên nữa bà con. Nói chung là mấy ngày nay sức khỏe của nghệ sĩ Ngân Phúc cải thiện rất là nhiều quý của chú anh chị. Thì cũng anh cũng là nhờ sử dụng ngải đen, ngải chống độc của Cao Trung Sơn đó quý của chú anh chị. Bên kênh YouTube của Hậu Giang với tôi có chia sẻ đó. Thì bà con có sử dụng thì bà con liên hệ qua số điện thoại em bấm trên video đó. Bà con sẽ gặp nhân viên tư vấn của Cao Trung Sơn. Nghệ sĩ Ngân Phúc bây giờ là ăn được đó. Rồi ngủ ngon nữa quý của chú anh chị, rất là mừng luôn. Em mời quý cô chú anh chị cùng vô nhà của nghệ sĩ Ngân Phúc. Thưa quý cô chú anh chị, bây giờ là tủ lạnh của chú Tài, cha nuôi của nghệ sĩ Ngân Phúc là chở tới rồi đó bà con. Từ từ nghe chú, chỗ đó nó sập nghe chú. Có tủ lạnh rồi, để trái cây, để đồ ăn cho anh Ngân Phúc đó bà con. Thì nó cũng là không có bị hư cho nên Phật đổ con chú ơi, chú dưỡng chướng. Sao sao vợ? Để qua chút khang cái vằn chút xíu nữa cái vằn mớp này cũng chắc cũng tháo luôn rồi, tại vì tháo cái vằn mớp này đang làm cái đường ra vô bà con. Quá im luôn chú anh chị ơi, thì ngày hôm nay tủ lạnh nó về đến rồi quý chú anh chị. Thì em tài cũng xin cảm ơn quý chú anh chị của mạnh thường quân dưới Hậu Giang, cảm ơn chú Tài nhiều lắm rồi chú Tài ơi. Có được cái tủ lạnh rồi là chị Kiều mừng lắm luôn á bà con. Chú ơi, tụi con còn nặng dữ không chú? Không nặng gì không? Dạ. Khiên được. Từ đâu chú chở tới điện máy xanh hay gì không? Ở Vĩnh Thuận. Dạ, Vĩnh Thuận. Dạ. Cái tủ lạnh này chị giá nhiêu vậy chú? Chú con không biết nữa, chú là người chở mướn thôi. Dạ. Rồi chút xíu sẽ có giấy tờ. Chút xíu nữa có giấy. Anh Út ơi, cái tủ lạnh này chị giá nhiêu vậy anh? Thưa chú anh chị, thì tủ lạnh này là Ngốt với em Tài và chú Tài là đặt là 5 triệu đó. 5 triệu đó. 5 triệu ha. 5 triệu, 200 mấy chục lít nước. Dạ dạ. 200 mấy chục lít. Này của Thái nha. Tủ lạnh. Dạ. Có 4 triệu 8 là lậu của gì hồi nãy mình coi cái gì quên tiêu rồi nó. Đó vô xem. Coi coi tiếp chú nha. Nãy gì mà 4 triệu 8 mà bây giờ là thêm 200 ngàn nữa là 5 triệu. Đây cầm máy đi, Hậu Giang kinh cho. Con cầm máy cho chú đi nè. Nè con yếu con nhỏ. Để chú phụ con cầm máy nè. Thanh Hồng cầm giùm em Thanh Hồng. Anh cầm ở dưới Thanh Hồng. Ba tốt luôn của chú chị ơi. Con phụ với chú ha. Thì clip vừa mấy anh em đăng lên cho chú. Bây giờ đi đường nào chú? Bây giờ con đi qua đây ha. Con qua đây. Dạ. Đồ con cũng được. Chú nặng không? Nặng lắm mà, không sao. Con khỏe lắm mà, con sợ chú nặng á. Không sao. Rồi. Chú ơi, chú đi từ từ nghe chú. Có cái đèn lên liền. Có đèn lên chú. Cái gì mà
Cảm ơn. Chú ơi, chú để đồng nào trước dạ? Đồng đó, đồng này. Chào đó ha. Dỡ lên luôn. Đỡ lên luôn. Dạ con biết rồi, chú để thì con đỡ lên ha. Cái này kêu cái điện liền được không? Mình để lâu lâu. Mặt không con. Cái chiều. Dạ 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 để chiều cái kia. Lấy đồ cắt không? Chứ cắt được vui bùng ra chứ. Lấy dao cắt. Thôi được rồi, giữ cái cọng dây này lại có xài gì xài. Nó có đồ được đó. Ừ. Có lạnh mừng nhớ chị Kiều. Đây, mở hộp ra đây bà con mừng ơi. Món quà của chú Tài Canu của nghệ sĩ Ngân Phúc nha bà con. Tủ tuyệt vời luôn. Bự quá hả? Tủ bự mà. Ê, phạt đậu con. Sao vậy? Bây giờ con nghiêng cho chú kéo ra được không? Để mạnh lên đi, để mạnh lên đi. Còn cái nắp còn trên. Vậy hư cái thùng rồi sao? Rồi nghiêng đi. Nghiêng á. Sao giờ ta? Không, để trước cái đây rồi nghiêng giờ chị Kiều á. Vậy mình học xuống chút đi chú. Một cái thùng xuống mới nghe được chú ơi. Để cái miếng mớp, kẹo miếng mớp. Anh dịnh đi cho chú. Rồi, kéo lên đi. Người dịnh thùng, người kéo hết nha. Không được chú ơi, nghiêng chút nữa đi chú. Mất cái nóc nhà. Trời ơi, còn dài lắm chú ơi, không được. Lấy dao cắt đi, lấy dao cắt. Chạy lên cái thùng sao? Cái thùng bỏ rồi, thùng làm gì nữa. Cái thùng làm cho bảo hành mà. Không sao đâu. Rồi nghiêng chú lấy dao thôi. Thôi chứ đâu phải cái thùng đâu. Mình còn bảo hành nữa. Mình còn bảo hành. Chú lấy đây nè. Bảo hành đi. Ý là nó làm mà chắc nó đổ, nó phải cắt bỏ luôn đâu mà. Quá dễ mà. Ồ, quá bự luôn. Hút tem vô đi mấy em ơi. Đây bà con ơi. Rất là tuyệt vời nghe cô chú anh chị. Dạ chú Tài ơi, chú thấy cái tủ lạnh chưa chú Tài? Tụi con đã... Đủ quá đẹp luôn chú Tài ơi. Rồi. Quá im luôn rồi. Dạ, mấy anh em cũng thông báo cho... Chưa. Tôi cô chú anh chị dùng xe là tủ lạnh đã về tới nhà của em Kiều. Dạ, rồi chú nhắm bên kia con vợ này lên đây chú. Nghỉ ngơi một chút, vài tiếng đồng hồ mới gâm điện nha. Tiếng hồ sao mới gâm điện được. Mình chở, mình chị Kiều ơi, bây giờ để vị trí nào vậy chị? Dạ, để sẵn vô. Thấy cái này luôn phải không? Dạ. Để bên đây nó không dọn. Rồi, mở cánh cửa ra coi thử. Đây, khoan để sửa lại cái đi. Chú lấy dây nguồn cái. Dạ, chú lấy dây nguồn đi chú. Có cộng dây tiếp địa không chú? Hả? Dạ. Để cái lưng cho cặp ở sau đó vô đó không đi. Dạ. Rất là tuyệt vời. Tủ muốn bằng Hậu Giang luôn đó quý cô chú anh chị. Anh nói qua cái tủ này nãy nói là bao nhiêu lít nước? 200 mấy lít này là có đấy nè. Dạ. Trong cái hiệu á. Tủ này gỡ ra đây ha. Gỡ đi, gỡ đi. Có nè. Đây, không gian bên trong đây bà đây, con ơi. Rồi, xin mời anh Hậu Giang né gần bên. Rồi, để Hậu Giang dở ra nha. Rồi, xin máy lại con. Đây là khăn. Rồi, mở cánh dưới luôn ơi. Vậy là cái... Gặp là tuyệt vời ha bà con. Quá tuyệt. Anh Hậu Giang ơi, chị Kiều ơi, nhìn qua đây nè. Cho người mấy người cửa đi, chị Kiều. Đưa máy rồi, cho người đẹp đứng kế bên tủ lạnh đây. Rồi anh Hậu Giang nói về xíu anh Hậu Giang. Rồi chị Kiều nhìn qua đây nè. Chị Kiều ở đây mặc đồ nón, đồ bông mà nón đỏ luôn, quá đẹp luôn. Chỗ hơn tủ. Vậy là có cái tủ là khỏe ha, hết đi lộ tới lui nhiều ha. Có đồ ăn gì dự trữ ở đây. Nếu mà có dư thì mình dự trữ lại để đúng rồi để thơm không hư hết. Nói chung là thịt cá gì cũng gì, khi mà mình để ngăn đá lâu quá nó cũng mất dinh dưỡng. Dạ con cũng cảm ơn ba con xin cảm ơn ba có tủ lạnh để cho em có trái cây ăn. Bây giờ anh thông báo thêm một cái nè, hổm dài là mấy anh em trên YouTube ấy, anh là Ngô Út nè, Tài U Minh Thượng nè, Hậu Giang nè, Thanh Hồng TV, Minh Nhật, rồi Minh Khang nghĩ rất là nhiều về cái trường hợp mà tủ lạnh nào mua thì có người có cô chú anh chị thì ý này cô chú anh chị ý kia, cho nên là nó ngược chiều nhau. Yeah. Cho nên anh không biết giải quyết cách nào, không có cách để giải quyết, tại vì tiền của mình thường quân không à. Yeah. Cho nên là chú Tài thấy được cái khó khăn của mấy anh em đó. Ừ. Cũng có bàn với em nữa, cho nên là chú Tài quyết định là để tự chú mua luôn. Yeah. Chú sẽ mua tặng cho em luôn, rồi tiền điện đóng cho em luôn. Yeah. Đi đây đọc điều hết sức rất là tuyệt vời. Yeah. Cho mấy anh em trên YouTube cảm ơn chú rất nhiều. Yeah. Chú ơi con cảm ơn ba rất là nhiều. Thì ngày hôm qua đó là chia sẻ đó chị, thì chú thấy cái khó khăn đó là chú chăn trở, rồi hôm giờ chú gọi điện hoài, chú nói thôi bây giờ để chú luôn cho. Chú chịu luôn, rồi đóng tiền điện rồi chú chịu luôn. Chú nói mấy anh em làm YouTube cũng không có nhiều tiền. Yeah. Rồi đóng trước mấy năm như vậy rồi thì
ví dụ như bây giờ đưa tiền thì chị giữ được rồi đó, nhưng mà liệu 5 năm sau nó còn giống như cái số tiền điện đó để đưa còn hay không thì thôi để chú đóng luôn. Chú sợ tụi anh là không có tiền á. Không có tiền á. Rồi thêm thông báo cho em một điều này nữa nè. Tin mừng tiếp nối tin mừng. Nối tiếp hoài luôn. Dạ. Tin mừng này cũng rất hết sức là quan trọng, là chú sẽ tiếp tục tài trợ cho một cái đường vô. Dạ. Để cho cô qua thăm con trai mình. Ngày hôm nay lập tức là làm đổ bê tông luôn. Hôm nay là làm luôn. Làm luôn. Làm luôn. Làm luôn á anh. Làm luôn. Kêu các bé lại làm luôn. Là cái điều này là ngỏ lời với chú là lâu lắm rồi, đến ngày hôm nay là chú mới đồng ý là sẵn làm luôn. Dạ. Là khi mà hay là cô bây giờ đã khỏe rồi đó, là chú nói thôi bây giờ khỏe thì đi xe lăn qua thì cũng phải có cái đường đi cho nó dễ. Rồi chú gửi tiền xuống cho mấy anh em rồi cứ việc mua cát đá măng về làm. Dạ. Cái đường đẩy qua để lại cho nó thuận tiện hơn. Chú Tài quá tuyệt vời, chú Tài ơi. Chú Tài mới mua đôi giày cho anh nghệ sĩ. Thấy hồi nãy anh có gọi. 5 triệu bạc. Có đôi giày nữa. Hai đôi lận. Ngoài đôi luôn. Em nói với chú Tài nói cái thằng đi được như con vậy nào, không tặng người nằm chỗ. Giờ để anh điện cái người bán tủ lạnh rồi cái coi giá nhiêu tiền này thông qua trên cộng đồng mạng luôn nha. Ok, điện đi anh. Để anh gọi điện. Chờ con nghe chút cho chú. Chú hỏi đi. Tủ đẹp quá trời luôn. Giờ không thấy tủ lạnh này sao nhỉ? Quá đẹp anh ơi. À, cái tủ rất là sáng luôn. Rồi chị Kiều hôm nay cũng rất là sáng, bộ đồ bông với cái chiếc nón màu đỏ luôn bà con ơi. Kéo là bộ đồ chị Kiều mặc bay tặng Kiều. Em gái. Anh Bình ơi, chào anh nha. Bây giờ tủ lạnh đã về đến đây này anh ơi. Bây giờ anh có thể thông báo cái giá trên cái tủ lạnh này cho cô chú anh chị được nghe biết luôn nghe anh. Dạ. Thưa chú chị, đây là cái tiệm điện lạnh của Phú Sĩ 2 ở thị trấn Ninh Thuận. Em nói cái giá cho công bố cho giùm anh em. Cái tủ lạnh hồi nãy đó anh đúng. Ừ. Cái tủ lạnh đó giá 5 triệu anh đúng ơi. 5 triệu rồi em gửi cái tài khoản qua anh chuyển qua cho em nha. Dạ rồi. Rồi cho em nói cái nè, rồi bảo hành bao nhiêu rồi em nói lên đây cho anh luôn đi. Dạ bảo hành 2 năm, cái đó hàng của Thái Lan. Rồi ok. 5 triệu. Dạ. Rồi em gửi cái tài khoản qua rồi để cho anh chuyển qua cho em nha. Dạ dạ. Rồi. Rồi cảm ơn em rất nhiều nha. Cảm ơn chị nhiều chị ơi. Cảm ơn chị rất là nhiều nha. Đây là tiệm điện lạnh tại thị trấn Vĩnh Thuận. Tại trấn Vĩnh Thuận là Phú Sĩ 2. Cô chú anh chị có mua thì lại cửa hàng của em gái mua nha, bán rất rẻ và đồ rất là chất lượng. Rồi bây giờ quay lại việc chính. Rồi anh cảm ơn em nhiều nha. Rồi gửi tài khoản qua cho em đi. Chị mặc cái bộ đồ này là ai tặng chị? Đồ của em gái Quyền ở Thủ Đức. Thủ Đức gửi tặng cho chị cái bộ đồ này. Mấy bộ chị? Hai bộ. Tặng luôn cái nón hai chị Kiều. Có tặng nón không? Mới cho nữa. Ta mới cho. Hồi sớm cho. Có nghĩa là ta biết được cái mốt của chị Kiều là thích. Đi qua đi lại mà không có nón gì đội hết á. Xong cái quăng cho cái nón luôn. Quăng cho cái nón luôn. Rồi chú ơi cho em hỏi mình. Cảm ơn em nhiều Quyền ơi. Rồi đóng cửa đây, đóng cửa đây chị. Thì mình hỏi chú cái tư vấn để mình biết mình xài sử dụng cái tủ lạnh. Chú hướng dẫn. Chú chở rồi chú biết hướng dẫn. Chú biết hướng dẫn cái này không chú? Biết chứ, nhưng mà cái này nó chỉ đơn giản thôi. Bây giờ mình nấu cơm được là mình cắm điện vô, mình chạy cách 6 tiếng sau thì tất nhiên là mình chở, bây giờ mình chở nằm đó. Thành ra nó bị dao động. Bị dao động ga. Mình phải để cho nó ổn định rồi 6 tiếng sau mình 6 tiếng sau mình xài nha chú. Dạ con hiểu rồi. Thì tức chú nói là hồi nãy chuyển là nằm, cho nên là và phải khi mà để xuống đây muốn xài thì phải bỏ cách 6 tiếng. Để 6 tiếng nữa. Nó mới gầm điện vô rồi xài hả chú? Rồi con cảm ơn chú nhiều nha chú. Dạ. Cảm ơn chú ơi. Rất là tuyệt vời á bà con. Tụi mình ăn chú. Dạ, rồi tiền bạc thì con gửi cho chuyển tài khoản sau chú ơi. Dạ. Cảm ơn chú. Chuyển khoản chú ơi. Dạ nha. Dạ. Cảm ơn chú. Dạ. Kiều đứng gần tủ lạnh chụp bảo hành đi chị Kiều. Rồi. Trời ơi. Chú ơi. Rồi được rồi. Được rồi. Rồi, cảm ơn chú. Dạ rồi. Vô cái nó. Cái đứng chụp hình này vô. Rồi, cảm ơn chú. Rồi, cảm ơn chú nha. Đây để quay ông. Thưa bà con thì cái tủ là bằng với anh Ngô Út luôn đó bà con ơi.
Trời ơi, cái thằng Cao này đứng vô cái lép luôn rồi. Mừng quá quý cô chú anh chị ơi, hôm nay là cha nuôi có quá mừng rồi cô chú chị ơi, đã có tủ lạnh rồi. Anh ơi, anh né né tủ lạnh xíu anh ơi. À, hiểu là cấp bơ cô chú chị. Cái này của Thái Lan. Thái Lan hả? Thái Lan. Ờ, có tủ gì là chị Kiều á, là để thức ăn cho anh Ngân Phúc nè. Rồi nó cũng không có được héo cái cây rồi. Đưa, 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 đưa đồ tặng luôn cho chị. Đây, có tặng quà luôn. Kế rồi, kế rồi, kế rồi, kế rồi. Đưa đây, quay mặt ra rồi. Trời ơi, đứng án cái đủ lạnh rồi. Rồi, 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 đó, thấy chưa cô chú chị cái này rồi. Rất là tuyệt vời. Cho người bệnh từng món, từng món. Rất là êm. Quá tuyệt vời chú ơi, cảm ơn chú rất nhiều chú. Chú Tài quá tuyệt vời, chú Tài ơi. Dạ chú, mà giờ có thêm cái tủ lạnh này chú ơi. À, đây là cái tủ lạnh để cho cô chú anh chị. Vậy là nếu mà như vậy thì tiền của Quý Minh Quân gửi thì chắc trao chị Kiều, tại vì chú Tài đứng trả. Đúng rồi, thì không có cái số tiền đó để à. Lại mà mới mốt mà có Mạnh Thường Quân mà giúp đỡ cho anh Ngân Phúc nữa thì tiếp tục là để mình muốn đi tuyến trên, tại vì khi mình đi tuyến trên là tốn một số tiền nhiều hơn. Cao lớn đó. Đúng đúng, tại vì chú Tài nói là bệnh của anh Phúc là bệnh không phải là bệnh nhà nghèo, bệnh nhà nó không phải là một ngày một bữa, cho nên đừng có đụng vào cái tiền mà của Quý Mình Quân. Mừng quá quý cô chú anh chị ơi, thật sự đó là để chị bệnh cho em. Hôm nay có tủ lạnh rồi chị Kiều cũng rất mừng luôn đó bà con. Cho nên là cho chú thấy vậy thì chú thấy thôi, chú gắng giúp giúp cho tới luôn, giúp tới luôn. Chú không phải giúp nguyên cái này nữa mà chú sẽ tiếp tục giúp một con đường đi vô để đẩy người mẹ của em Phúc đó qua vô. Có thể là thăm em Phúc dễ dàng hơn. Lúc nào cũng đi được, có cái đường vô thì bữa hôm nay mấy anh em cũng tiến hành kêu vật liệu xuống để mà kêu thợ lại làm luôn. Mình tranh thủ anh em mình là làm cho xong buổi chiều luôn đi ha anh. Rồi ngày mai là đẩy cô qua đây thăm anh Phúc đi. Tại vì nếu mà bữa nay làm thì không khô nổi đâu. Làm cái đông tính ra. Bây giờ làm nếu như có mưa thì mình đẩy. Thì sẵn đâu sẵn đó. Có anh em đông này ngủ ngay trên phụ với nhau là mình giải thể cái giường mốp bỏ luôn rồi, okay. Rồi chống rồi trước hết con cũng biết nói gì đâu, nó còn cảm ơn ba rất là nhiều, ba nó lo gì em con ăn ăn luôn hả? Ừ. Anh Phúc ơi đây nè, đưa vô đi để Hậu Giang giờ ra tranh miếng nha. Hậu Giang cho không cho em tính ra ấy cho anh mà đó đâu cần. Rất là khỏe luôn quý cô chú anh chị, mừng cho anh lắm đó, bà con thấy không tuyệt vời không bà con. Cắn ngay cái bụp luôn kìa, ăn là còn giòn lại miếng ăn cái kìa, quá tuyệt vời. Ngon anh Phúc, anh Phúc ơi ngon không anh? Ảnh mà nói ngon một cái nữa là thôi luôn, kỳ tích xảy ra luôn rồi quý cô chú anh chị ơi. Như gì cũng là kỳ tích xảy ra đó. Dạ. Tài quá trời, tiến triển luôn tốt luôn rồi. Đó, bà con thấy không, rất là tuyệt vời không bà con. Ăn ca sáng là ăn một chén cơm đầy luôn, cơm đầy được rồi, cơm khô luôn đó. Yeah. Ăn với cá lóc kho tiêu, cá lóc kho tiêu. Món này anh Phúc cũng thích lắm, rồi ăn thấy ngon lành. Quá trời tỉnh luôn. Ăn mà vậy? Ăn mà khi mà cắn xong rồi dòm cái miếng cái thức ăn để mà thưởng thức. Rất là tuyệt vời luôn, quá tuyệt vời. Ủa, ăn gì vậy? Trời ơi, ăn chế lê, ăn lê đó có chứ còn có miếng nữa. Chế lê. Anh thích ăn này mà mốt có tủ lạnh này chị Kiều mua để trong tủ lạnh cho anh ha. Rồi ăn còn nhịp giò nữa. Ngon mà. Ăn ngon mà. Cho miếng nữa đi chị Kiều ơi, ăn thấy ngon quá. Ăn ngon lắm. Cắn là cái giòn cái miếng. Chị Kiều mới nhớ ngày nào mà còn bóp cái miệng ra để rút miếng nước thôi mà ngày hôm nay được như vậy đó chị Kiều. Trời ăn thấy ngon quá. Dạ. Thì mấy em chia sẻ mà thường thường thì nói cậy miệng mà thấy cô chú anh chị nhắn tin đó, đừng nói cậy miệng thấy tội quá em ơi. Nhưng mà thật sự để nói cho bà con biết là anh Ngân Phúc cách đây là một tháng về trước á, tại vì khi mà anh bệnh là cũng 4 tháng rồi bà con, mà một tháng về trước á là cái lưỡi anh bị hơi thục rồi đó quý cô chú anh chị, và mỗi lần ăn là phải cạy miệng để mà miệng đút nước đó, đút nước đút sữa cho anh đó bà con. Mà bà con thấy bây giờ là anh ăn uống được rồi nè, tự ăn luôn đó bà con thấy không, tự cầm ăn nhai ngon, nhai ngon lành luôn. Ấy phạt độ con cho Hậu Giang miếng đó đi anh, để cho anh hết, anh có lấy không để chị cầm. Nãy em tính lấy lại đã ổng giật lại đó. Em nói cho Hậu Giang miếng ngon này chứ, đưa tiền là không giờ là lấy lại được. Mừng quá trời luôn đó bà con ơi. Coi là bỏ hết luôn đó. Hả luôn rồi. Dễ gì à, sao bắt cổ sao đó.
Ông dở lên coi còn nhiều hay không. Kìa. Bữa nay sáng chị Kiều gọi đầu massage nè, gọi cạo râu nữa nè. Đẹp trai lắm. Ngon lành rồi. Có người chị tuyệt vời luôn mà. Đâu có ai bằng chị Kiều được. Tối là trà, trà gừng. Theo cái máy mạch tay chân á, đầu trà. Dạ. Cắt mà chú chỉ á. Dạ. Chú ở Sài Gòn xuống chú chỉ. Dạ. Cắt gừng cái đầu trà mấy cái mạch. Sáng giờ trà uống thuốc chưa chị? Uống rồi chị Trung. Uống rồi ha. Sáng hết cử ha. Này đó, còn miếng nhỏ. Đâu, đâu đâu chị đừng đưa tới, chị để gì đi. Để anh, gì cái lấy không? Lấy không? Thử anh lấy không? Kìa. Thử sao? Thử anh giờ ta lấy không? Ăn thấy ngon rồi. Lấy đi, không lấy Hậu Giang lấy anh ơi. Để, từ từ lấy cho nè. Lấy không? Không lấy Hậu Giang lấy à nha. Cứ gãi. Nhé. Bởi vì cắt móng tay nhiều khi để anh ngứa ngứa cái anh vào cái nó bị xước da. Thấy ăn rồi. Nói ăn nói nó giận. Ta đang ăn mà mấy cha này lại bu quay phim tùm lum la chân nó mắc cỡ chứ. Ăn đi, không ăn Hậu Giang ăn đó nha. Hậu Giang thèm lắm rồi đó nghe anh. Hậu Giang ăn hết trơn à. Ăn đi anh. Vô. Bộ thôi gì rồi, không chịu ăn nữa gì rồi. Tự nhiên đi, bự quá thì... Tao đang ăn tự nhiên nãy giờ nhiều người lợi quá. Mắc cỡ. Ăn đi. Cái cha này làm gì không biết mắc cỡ. Ăn vô miếng này cho ngon. Này đúng à? Đúng à? Đúng chị Kiều kìa. À. Đúng chị Kiều kìa. Không cho nữa chứ. Dặn cái gì rồi, dễ dặn lắm. Bây giờ là thưa cô chú anh chị dễ dặn lắm luôn. Đồ ăn cũng cho hoài. Đồ chia hoài bởi vì dặn chứ gì. Thôi ăn đi anh, Hậu Giang đâu có ăn. Bự quá thì khó ăn. Thôi Kiều cắt miếng này hay bự Kiều ơi. Kệ cắn được mà, người ta cái chó miệng cho người ta mày hả bự bự đó. À cũng như để cái miếng bự cho anh tập hả cái miệng rộng ra chút xíu ha. Rồi ăn mà giờ kìa chị thấy không? Hồi trước thả đâu có được đâu, chứ nhắc là bây giờ tập cho bự bự hả bự ra rồi kẹo nó cho nhai bóp. Cỡ mấy giờ chị cho mà ảnh uống ngày đang ngày chống độc của Cao Trung Sơn nữa? Cỡ khoảng 1 giờ. 1 giờ ha. Chị Kiều cứ cho anh sử dụng khi nào hết Hậu Giang sẽ qua cho anh thêm ha. Ăn bà con, thấy không bà con? Bự ta biết cặp bên đó thấy không? Cắn cặp mé nè. Nè, cắn cặp mé nè, không có cắn đầu kia khó cắn. Dữ dàng không? Quá tuyệt vời không bà con? Để cặp mé nó cắn. Anh Nhân Phúc rồi, anh nhớ nghe Hậu Giang nói, anh nghe Hậu Giang nói không? Khi nào anh ngủ thì thôi, khi nào mà anh thức thì anh phải niệm Phật nghe, niệm trong tâm suốt nghe anh. Anh là cũng phước lớn lắm đó. Được quý cô chú anh chị bà con gần xa nè, rồi cũng bình luận bên kênh của Hậu Giang quê tôi nè, là niệm Phật cho nghệ sĩ Ngân Phúc nè, để Phật trời gia hộ cho anh đó. Anh mới được có sức khỏe ngày hôm nay đó nghe anh. Bà con xa gần rất là thương, rất là quan tâm tới anh luôn. Thưa bà con, ở đây là cái đường đi vô, cho nên là tụi em định buổi chiều á là chán cái đường vô để đẩy nghệ sĩ mẹ của mà nghệ sĩ Ngân Phúc qua lại để mà thăm anh quý của chú anh chị. Cho nên cái dàn mớp này là nó cũng chiếm cái đường đi quá bà con ơi. Cho nên là mấy anh em bây giờ là xúm lại để mà dọn cho mà khi mà đẩy cô qua dễ hơn á bà con. Cái này để trước nhà cửa nhà thấy gì chứ không tốt phong thủy đâu. Đúng rồi. Nó âm tùm quá. Thằng ơi, con coi mấy trái mốp mà còn ăn được con để lại nha con. Bù xích thôi quá, có bù xích. Kiến quá trời, kiến rồi đúng rồi. Kiến quá trời luôn bà con ơi. Nó quay bây giờ sao giờ? Kiến quá trời nè. Ôi kiến quá trời luôn rồi bà con ơi. Kiến hôi không? Nhật đứng ra chỗ đó em. Đứng qua đây nè Nhật. Đây, đưa cái dao em, đưa dao em. Ê sâu gộm nghe. Sâu nhóc hết trơn nè. Thì hôi bùi xích rồi, hôi. Con đừng gái miếng xích ra con. Nè, dọn đi nút. Cắt theo con nửa được không? Hết cái cây này trồng sống luôn hả? Mình Kiều ơi, mình cắt nửa vàng này thôi.
ha. Nửa vàng thôi, để lại ăn. Cho nó trống chảy luôn. Anh nó qua kéo qua anh kia đi. Ê, có trái mốc bự quá kìa. Đâu anh Hậu Giang? Đây bà con ơi, trái mốc rất là tuyệt vời luôn nè bà con. Trái mốc này non ngon dữ lắm luôn nè. Mốc này nấu canh ăn là ngọt tuyệt vời luôn đó cô chú anh chị. À, vậy mình dọn hết dần mốc luôn nha. Thôi không có trái thì giữ lại Kiều ơi. Có thịt ha. Được. Hấp cá hấp thịt gì cũng ngon chân á. Ồ trái này già rồi. Trời ơi trái mốc khổng lồ cô chú anh chị ơi. Quá trời trái mốc luôn nè bà con. Mốc quá trời bự luôn cô chú anh chị. Trái này già rồi bà con ơi. Trái này chắc cái này tại vì cắt sớm chứ không thôi để làm giống luôn. Dọn cho ở ngoài nhìn vô thấy con nhà luôn. Dọn trống luôn đi, chừa mấy trái đu đủ lại thôi. Đu đủ để lại con, đu đủ để lại. Đu đủ để lại mình ăn. Đẹp cây quả hả? Ra cái bài hát ra cây đu đủ tôi đu đủ anh chồng. Cây đu đủ. Cái này à, cái này à Kiều ơi, trong nhà của chị có cây kiềm không? Chặt đứt à, tại vì cái chị không chịu nè. Thôi nhổ lại đi, chặt cây nè, kéo ra đây nút. Không có, trời ơi, không có mở ra được, nó cứ ngắt hà. À, khoan. Đi ra đây thằng chặt cho. Không, chặt đứt cho hết. Đứng ra nhỉ? Trời mềm. Giữa tay thì giữa này giờ kéo qua bản đi cưng, kéo bản đi cưng, giữ ra Ali quá trời luôn rồi. Ôi rồi Ali Lê ôm lại cây nhiêu mốp vậy để cho bà con coi cây Lê ôm xích lại đây cam nè. Mắc cỡ hả? Nãy giờ bé đâu nhiều quá vậy? Đây đây cho Hậu Giang mượn này đi. Quá trời luôn bà con ơi, mốc quá trời ngon luôn nè cô chú anh chị, mốc non xèo à. Tiếp là nhổ cây cục điện luôn kìa. Anh em bu lại tiếp nhổ cây này đây. Thôi chưa cái cục điện lại. Chiều nay chị Kiều cho Hậu Giang xin một trái nha chị Kiều, mốc này mốc thước mà. Đây là của cô chú anh chị. Thôi mốc non xèo luôn, quá ngon luôn. Quá tuyệt vời. Vậy mà không cây mình đâu có hay vụ này vậy? Tại vì biết sao không? Trái nó bít nè, nằm trong nè. Trời mở ha, nó còn chưa đủ lại. Chưa cái đủ lại. Ơ sao giục vậy? Dạ mà mình lấy hột mình nhân giống. Không, cái đó không được luôn. Không, nếu mà lấy hột thì để khô mới được. Hột phải già nữa. Già nữa. Sao con chặt cái đu đủ rồi Khang? Có đâu. Kiến quá trời luôn rồi bà con ơi. Nè kéo ra ngoài đi Nhật. Độ con. Kiến quá trời luôn rồi bà con ơi. Nè kéo ra đi Hậu Giang chặt cho. Làm cho trống chảy á bà con. Chặt đu đủ luôn nha. Ai chiều mình lấy mấy. Nói chứ để đu đủ lại. Ê sâu gọn nhiều quá à, sâu nhiều quá nghe. Sâu nhiều quá kỹ nha. Khỏi đi kệ đi. Bắt đầu con à. Nè Nhật ơi. Mấy trái nhỏ giữ lại hết đi, ngon lắm. Trái càng non thì nó ngọt. Mấy trái nhỏ nữa khỏi gọt da, chị Kiều vào sơ cái da là luộc ngon à. Dạ.
cảm em tài bị đau mắt chứ không phải là em tài làm tiếng. Đau gồng giữ lại nghe chị Kiều. Đau gồng giữ lại. Hang chặt kéo ra con. Minh Nhật à. Tại mắt đỏ hả? Ơi. Giỏi không? Để cây bên kia đi, dục xa xa qua anh kia một chút đi. Mặc đồ con. Mấy cọng dây chì này cột khó mở. Đi thầy ơi, dây chì mềm mà thầy đâu có sợ. Con à. Dạ. Chị mềm. Rồi ok. Thỏ đổ con. Thôi có Cường anh nấy và Cường thảy qua đó đi Liên. Hoạt đầu con. Chị Ly đâu rồi, chị Ly? Trời ơi, chị Ly. Chết rồi. Quá. Giỏi quá, giỏi rồi. Quá giỏi luôn. Giữa tay chị Ly. Quá giỏi luôn các bạn ơi. Quá. Chống rồi đó bà con. Chống vô nhìn nè, nhà có nghệ sĩ Ngân Phúc sáng nữa quý cô chú anh chị ơi. Làm thiệt luôn hả? Ê à, chị kêu. Kiến quá trời kiến luôn rồi chị Kiều ơi. Kéo giăng lỗ này cho, chị lôi đó đi, chị lôi đó đi, hậu giăng lỗ này cho. Thôi quá tuyệt vời rồi bà con ơi, chống chân rồi. Ôi. Trái mốt nhỏ xíu rồi bà con. Trái non ngon lắm. Thơm quá. Bà con mình thấy không, mốt này là mốt thước đó bà con. Đây. Mốt thước đó bà con ơi. Thơm lắm luôn. Tuyệt vời luôn. Chống rồi đó. Bây giờ là ở phía trước nhìn vô nhà của anh nghệ sĩ Ngân Phúc là sáng rồi đó bà con. Sao anh tiến cắn quá em ơi. Dạ, để em gõ xong xong rồi em nói chuyện hỏi anh xíu nha. Rồi ok. Rồi. Hỏi gì đây? À, anh thấy giờ mình dọn vườn mớp này mình thấy sao anh Hậu Giang? Thì bây giờ dọn vườn mớp xong là thấy trống trải nè, không gian ở trước thoáng mát nè. Đó. Ở khi ngoài đi ngoài lộ nhìn vô là thấy trong nhà luôn nè. À. Không, rất là tuyệt vời. Tuyệt vời hơn nữa là buổi chiều nay là mấy anh em của mình chắn một cái đường đi vô nhà. Đó.
Ok hả Tài? Mớp là gì anh Hậu Giang? Mớp thì để cho xin Hậu Giang xin vài trái về quê nè, rồi cho Thanh Hồng nè, cho Tài U Minh nè, rồi cho Khang U Minh nè, đó. Nhiều lắm bà con ơi. Hết như được nhiêu mớp nè quý cô chú anh chị. Cái này hơn ký là 2 ký. Trời ơi, cái này mười mấy ký rồi bà con ơi. Rất là tuyệt vời luôn. Ôi. Em cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý cô chú anh chị bà con gần xa đã luôn chia sẻ và đồng hành với Hậu Giang quê tôi. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ở video tiếp theo.